Chiều 14 tháng 11, lửa bất ngờ bùng phát tại căn hộ ở tầng 6, chung cư Daida, trên phố Mai Anh Tuấn, phường Âu Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi phát hiện khói đen lớn bốc lên cuồn cuộn, người dân khu vực hoảng loạn, họ nhanh chóng thông báo cảnh sát. Nhận thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Đống Đa đã điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Đến khoảng 14 giờ 30 chiều cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát cho hay, nơi xuất phát hỏa hoạn trong phòng ngủ của căn hộ, hiện chưa rõ nguyên nhân. Vào thời điểm xảy ra sự việc không có người trong nhà nên không ghi nhận có thương vong, thiệt hại tài sản chưa được thống kê. Hình ảnh đám cháy. Cột khói bốc lên từ căn hộ. Đám cháy nhìn từ xa.